Xin chào tất cả mọi người. Ngày xưa thì ông bà mình hay sử dụng nước mưa, nước giếng để sinh hoạt. Tuy nhiên bây giờ chuyện đó cũng đâu có còn đâu. Dù là nước đã được qua nhà máy xử lý đi chăng nữa thì cũng chưa chắc loại bỏ được các chất bẩn hay là các chất hữu cơ. Nên vì vậy mình vẫn cần phải lọc nước qua một thiết bị nào đó, ví dụ như là chiếc máy lọc nước RO Carofi KAWI X16 có 10 lõi thì mình mới tự tin dùng nước trực tiếp được. Bởi vì bộ lọc của chiếc máy lọc nước Carofi này có đến 10 lõi, nên vì vậy nước từ nhà máy hay là nước giếng đã qua xử lý thô sau khi đi qua bộ lọc này thì sẽ được loại bỏ những chất bẩn cũng như là các vi khuẩn để cho mình có một nguồn nước đảm bảo vệ sinh và an toàn. Đầu tiên thì nước sẽ đi qua lần lượt 3 lõi lọc thô có nhiệm vụ loại bỏ các chất hữu cơ, màu và mùi khó chịu trong nước. Tiếp đến là màng lọc RO Purifilm 100 GPD sản xuất tại Hàn Quốc. Nước sau khi đi qua màng lọc RO thì sẽ được loại bỏ hầu hết các chất rắn và các chất vi khuẩn, nên vì vậy mình có thể sử dụng được ngay luôn. Nhưng mà chiếc máy lọc nước Carofi này đâu chỉ dừng ở việc là chỉ lọc sạch nước đâu, mà còn có thể bổ sung thêm các khoáng chất cho nước nữa. Nhờ vào bộ 6 lõi lọc tạo khoáng này đây, với các công dụng như giúp nước được cân bằng vị ngọt tự nhiên, ổn định độ pH, chống tái nhiễm khuẩn và quan trọng là được bổ sung các khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Nên về chất lượng nguồn nước cho ra thì các bạn hoàn toàn yên tâm nha, để cho gia đình mình sử dụng. Chiếc máy này có công suất lọc đến 20 lít trên 1 giờ. Với công suất lọc này, cộng thêm bình chứa nước có dung tích 5 lít nữa thì với gia đình có 2 thế hệ từ 4 đến 5 thành viên là thoải mái sử dụng luôn. Máy có tỷ lệ lọc thải là 5 năm. Ví dụ mình lọc 10 lít nước đi thì sẽ có 5 lít nước tinh khiết và 5 lít nước thải đi. Nghe có vẻ là hơi hoang phí nhưng mà nước thải đi này không phải là nước bẩn. Nên vì vậy là mình hoàn toàn có thể tái sử dụng được. Vì dù gì nước này cũng được qua màng lọc RO rồi, mình có thể sử dụng cho việc rửa chén nè hoặc là việc giặt đồ. À, một điểm nữa là họ thấy những chiếc máy lọc nước bây giờ ngày càng được chăm chút về thiết kế. Bởi vì sao? Mọi người chúng ta đã dần xem chiếc máy này như một phần thiết kế nội thất trong nhà rồi, giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho căn bếp. Và họ thấy Carofi thì cũng không ngoại lệ nha, khi gần đây những sản phẩm máy lọc nước của Carofi thì vẫn cải thiện rất là tốt về mặt thẩm mỹ luôn. Ví dụ như là các chi tiết thiết kế hay là các chất liệu thì đơn giản hơn cũng như là hiện đại hơn so với những dòng máy cũ. Với chiếc máy lọc KAWI X16 thì mặt trước sẽ được làm từ chất liệu kính cường lực có độ bền cao, lại còn được làm tràn viền giúp tăng sự sang trọng và tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Độ hoàn thiện các chi tiết khá là tốt, các khoảng hở giữa các khớp nối cũng hẹp, giúp tăng được sự liền mạch và gọn gàng của máy. Ngay cả phần cửa này cũng có hai phần nam châm để có thể đóng cửa một cách dễ dàng và gọn gàng hơn. Mặt trên của máy cũng được làm từ kính cường lực tràn viền, diện tích thì tương đối rộng rãi nên cũng khá thoải mái trong việc đặt để đồ vật. Do là máy lọc nước RO thôi nên mình sẽ có một vòi, kèm theo đó là một cần gạt. Sử dụng cần gạt để lấy nước nên sẽ rất đơn giản và dễ dùng với mọi đối tượng nha. Vòi này thì là dạng vòi cổ ngỗng nên sẽ có thể hạn chế được tình trạng nhỏ giọt sau khi sử dụng. Kích thước từ vòi đến mặt kính là 25,2cm nên có thể phù hợp với đa số các loại ly, bình với chiều cao và hình dáng khác nhau. Thương hiệu Carofi thì phải nói là quá quen thuộc với mọi người rồi, nổi tiếng không chỉ vì là chất lượng của sản phẩm mà còn rất là nhiều phân khúc, nhiều mẫu mã khác nhau nữa để có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Như chiếc máy lọc nước RO Carofi KAWI X16 10 lõi này có một chế độ nước RO nên sẽ phục vụ cho đối tượng là nhà sử dụng nước sạch để ăn uống, nấu nướng và chúng ta không có nhu cầu sử dụng nước lạnh, nước nóng nhiều thì máy một chế độ nước sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Với nguồn nước đầu ra đảm bảo chất lượng cũng như là tốt cho sức khỏe và công suất lọc lên đến 20 lít trên 1 giờ thì những gia đình từ 4 đến 5 thành viên là thoải mái sử dụng, không lo thiếu nước nha. Và nếu như bạn thấy chiếc máy lọc nước Carofi này có thể phục vụ nhu cầu sử dụng của mình thì hãy click vào đường link mô tả bên dưới để tham khảo thông tin chi tiết của sản phẩm cũng như là giá bán nha. Và video của chúng ta đến đây đã hết rồi, và đừng quên hãy để lại một like và một subscribe cho kênh Điện Máy Xanh nha. Bây giờ Phi Hậu xin chào và hẹn gặp lại.